Shop em xin kính chào toàn thể các bác nhé. Shop em chuyên cung cấp keo bẫy cò, cò giả, nan cắp quang, nan nhựa, màu xanh lá mạ. Cái dòng nan này là nó làm bằng nhựa, các bác có thể đi đánh hết năm này đến năm khác không lo hỏng nhé. Đấy. Bẻ có độ đàn hồi rất là tốt. Đây các bác thấy xem, vẫn thẳng này, độ đàn hồi rất là tốt. Dòng nan này thì bây giờ các bác đánh chuyên dụng nhiều, nó có độ bền gấp nhiều lần so với cái dòng nan tre. Nan tre, nan gỗ thì các bác đánh chỉ được một vụ thôi, hai vụ cũng ngắn thôi là hỏng. Các bác cho keo vào thì đến lúc các bác tuốt ra thì có thể nó bị tớp các bác ạ. Đấy. Nhưng cái dòng nan này thì các bác yên tâm nhé, đây là que và nan và keo bên em đây này. Trước em đã rúng, mấy hôm trước em đã rúng và em để bên ngoài trời bao nhiêu hôm, trời mưa nắng này và nó có độ dính này, các bác xem đây có độ dính, độ bết dính rất là tốt. Em để bên ngoài trời em cũng không cất hay là cũng không bảo quản nên là cũng bị bẩn, con côn trùng nó vào. Nhưng các bác nhìn xem cái độ keo nó vẫn dính này. Và tiện đây là em hướng dẫn các bác khi sử dụng, các bác đi thu hoạch cò về, que nan về thì các bác muốn để sạch, làm sạch cái que này và cất đi thì các bác hơ lửa cho em, hơ lửa thật lỏng lên để cái keo nó chảy ra. Thì các bác lấy cái vải, mảnh vải các bác cho vào đây và các bác tuốt cho em. Đấy, các bác làm một hai lần là nó hết. Để xong các bác sẽ quấn vào cái túi bóng và bảo quản cho em. Để yên tâm các bác đánh hết vụ này đến vụ khác vẫn bền nhá, que vẫn bền luôn. Thì dòng que này nhà em đốt không cháy các bác ạ, đốt không cháy. Keo này, keo rất là dính luôn, bết dính, độ bết dính rất là tốt luôn. Và nói đến keo thì em xin giới thiệu cho các bác, bên em đang có hai dòng keo. Một dòng keo chuyên dụng đánh trời nắng, đánh trời nắng từ 30 độ C đến trên 50 độ C, nó sẽ chuyên cho các bác đánh trời nắng. Cái dòng này thì chỉ chủ yếu những chỗ nào các bác nắng to thôi thì các bác mới cần phải sử dụng đến. Còn riêng về cái dòng này là cái dòng keo cờ rồ loại 1, keo trong này thì là các như hầu như là các bác đánh cái dòng này nhiều hơn. 80-90% các bác thợ đi đánh là đánh cái dòng keo này. Nó có thể đánh cả nắng cả mưa, bao thời tiết 40-50 độ cũng không chảy. Còn các bác mà muốn đánh trời chuyên nắng, chuyên dụng để trời nắng không ấy, thì đánh keo này các bác nhé. Keo này thì hai cái dòng keo này bên em bằng tiền nhau, nên các bác có thể lựa chọn keo nào cũng được. Em sẽ phục vụ gửi đi cho các bác. Các bác cứ yêu cầu keo nào là em gửi đi cho các bác keo đấy. Dòng keo này thì là bên em thì siêu dính luôn. Keo loại 1, keo trong Pro loại 1 nhé. Phần đa là các bác đánh sáng sớm nên là các bác cứ đánh keo này. Nếu mà các bác không cần đánh trời nắng to thì các bác đánh keo này thì đánh sáng sớm hoặc gần trưa các bác đi thu hoạch thì là mang về là các bác có thể sử dụng keo này nhé. Còn các bác đánh trời nắng to thì cái dòng keo này nó có sự bết dính rất là chắc, nên là các bác cần phải là trời nắng to, sử dụng trời nắng to thì cái này có độ bết dính nhiều hơn. Còn nếu mà dưới cái thời tiết mà trời thu se lạnh hoặc là dưới 30 độ thì là dòng keo này cái sự bết dính nó sẽ ít hơn. Sự bết dính của nó không tốt bằng cái keo này. Nên là các bác có nhu cầu mua dòng keo nào thì cứ alo trực tiếp cho em hoặc bình luận ở bài đăng. Số điện thoại em có Zalo, các bác có thể gọi hoặc nhắn tin. Còn về cò giả bên em là thân là xốp cứng, cổ là xốp dẻo. Các bác có thể tháo rời và lắp vào như này. Các bác cho ngẩng lên hoặc cụp xuống tùy theo. Rất là cổ và thân rất là vừa phải. Hôm có bác khách đặt bên em lại bảo là cổ nhỏ, nhưng mà thực ra nếu mà là cổ to thì trông nó cũng lộ, đúng không các bác? Nên là em thấy là nó hợp lý, phần đa là các bác chưa ai chê cả. Cò bên em làm nó vừa phải. Là cò giả bên em. Còn que nan cắp quang thì như em đã nói rồi, nan cắp quang thì bên em là tính ngụy trang rất là tốt. Bên em cắt 50 chiều dài 50, 60
các bác muốn mua 50 hoặc 60 thì cũng cứ báo cho em nhé, bên em sẽ gửi đúng cho các bác. Trong video này em sẽ báo luôn giá cho các bác để các bác biết biết giá bên em bán ven ăn cáp quang là 150 một cân. Keo thì là 200 một cân. 200 một cân, nếu mà các bác mua 1 2 cân thì em chưa bao ship. Còn mua 3 cân trở lên thì em sẽ bao ship các bác nhé, cho các bác. Là nếu mà mua số lượng nhiều chẳng hạn như là một thùng hoặc là trên chục cân thì sẽ có giá khác cho các bác nhé. Các bác mua càng nhiều thì em sẽ giảm giá cho các bác. Cò bên em thì là 20.000 một con. Đấy, bác nào có nhu cầu thì cứ alo ở số điện thoại cho em nhé, hoặc nhắn tin Zalo. Em sẽ tư vấn cho các bác. Để theo dõi, tiện theo dõi bên em đăng tải những video tiếp theo và những khuyến mại thì các bác cứ đăng ký kênh và nhấn vào quả chuông để biết những thông báo những video sau. Cảm ơn các bác đã theo dõi em nhé. Xin chào.